Thưa quý vị, sau đây là phần tin Á Châu. Trung Cộng đưa chiến đấu cơ tối tân nhất tới khu vực biên giới đang có tranh chấp với Ấn Độ. Theo tin từ All Source Analysis, là công ty chuyên cung cấp thông tin từ ảnh vệ tinh có trụ sở tại Hoa Kỳ, phân tích hình ảnh được thu thập tại căn cứ không quân có tên là Shiget ở Trung Cộng cho thấy, 6 chiếc máy bay chiến đấu có nhiều khả năng là chiến đấu cơ tàng hình J-20 đã được đưa tới gần khu vực biên giới với Ấn Độ, nhiều hình ảnh về loại chiến đấu cơ J-20 này được chụp vào ngày 27 tháng 5 vừa qua. Trang tin Newsweek trích dẫn thông tin từ công ty này cho hay đây là trường hợp hiếm gặp vì loại chiến đấu cơ J-20 có tên gọi là Thành Đô không được đưa tới căn cứ Seagate. Một công ty chuyên thu thập ảnh vệ tinh khác là Sentinel Hub cung cấp các hình ảnh vào ngày 2 tháng 6 cho thấy loại máy bay J-20 này vẫn còn đang nằm tại căn cứ kể trên. Theo đài truyền hình NDTV, căn cứ Shigat cũng nằm cách 300 cây số so với căn cứ Hashimara của lực lượng không quân Ấn Độ, nơi đặt phi đội 16 chiến đấu Rafael. Những chiếc chiến đấu cơ này được giao nhiệm vụ bảo vệ cho vùng biên giới Himalaya ở miền đông của Ấn Độ. Tình trạng căng thẳng quân sự vẫn ở mức cao dọc theo biên giới tranh chấp dài hơn 3.300 cây số giữa Ấn Độ và Trung Cộng, được coi là đường kiểm soát thực tế vào năm 2020, các binh sĩ của hai quốc gia này đã đụng độ chết người tại đây, đánh dấu những trường hợp bị thiệt mạng đầu tiên sau hơn 40 năm tranh chấp biên giới. Kể từ đó cho tới nay, Trung Cộng và Ấn Độ tiếp tục gia tăng quân số và xây dựng hạ tầng cơ sở ở khu vực miền núi này. Ông Rakesh Sharma là thành viên tại Trung tâm Nghiên cứu Via Canada International Foundation, là trụ sở ở New Delhi, nói với tờ Newsweek như sau, việc đưa chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ năm J-20 tới Siget gia tăng mối đe dọa tới các tiểu bang ở khu vực biên giới như là Sikkim và Anuchachan Pradesh. Ông Hun Sen tuyên bố Mỹ không nên dùng Campuchia để cạnh tranh địa chính trị trong cuộc gặp với bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin chủ tịch thượng viện campuchia ông hun sen kêu gọi mỹ không sử dụng campuchia như một bàn cờ trong cuộc cạnh tranh địa chính trị và thúc đẩy việc cải thiện quan hệ giữa hai quốc gia ông hun sen nhấn mạnh campuchia không nên trở thành mục tiêu trong chiến lược của washington và cần duy trì chính sách ngoại giao dựa trên luật pháp quốc tế ông cũng đề cập đến việc cả hai nước cần giải quyết các trở ngại để mở rộng hợp tác hiệu quả hơn đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng ông nhắc lại quá khứ khi mỹ đã hỗ trợ campuchia về kinh tế và quốc phòng và bày tỏ mong muốn khôi phục hợp tác quân sự thông qua đối thoại và tập trận chung chuyến thăm của ông austin đến campuchia nhằm mục đích tăng cường quan hệ với các đồng minh và đối tác ủng hộ tầm nhìn chung về hòa bình và ổn định trong khu vực ông hun sen cũng bày tỏ quan điểm mối quan hệ giữa campuchia và mỹ có thể được cải thiện mặc dù đã có những thời kỳ ảm đạm và hiện tại là thời điểm để xây dựng lại niềm tin bộ trưởng quốc phòng mỹ austin đã chia sẻ lời chia buồn về sự mất mát của quân đội campuchia và cam kết hợp tác để cải thiện quan hệ giữa hai nước ông cũng thông báo việc mỹ mở lại cơ hội cho sinh viên campuchia theo học tại học viện quân sự west point một biểu hiện của việc cải thiện quan hệ giáo dục và quân sự giữa hai quốc gia đây là một bước tiến quan trọng sau khi việc tuyển sinh bị đóng cửa vào năm 2017 do khác biệt chính trị. Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng một số người dân tại giải Gaza phải uống cả nước thải để sống còn. Tình hình nhân đạo tại giải Gaza đang trở nên cấp bách hơn khi mà người dân tại đây phải sử dụng cả nước thải cũng như thức ăn của gia súc để sinh tồn. Theo Giám đốc khu vực Đông Địa Trung Hải của Tổ chức Y tế Thế giới là bà Hanan Baki cho hay, trong một cuộc phỏng vấn tại geneva bà bauki đã mô tả khung cảnh người dân tại gaza đặc biệt là trẻ em đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng về thực phẩm và nước sạch liên hiệp quốc đã cảnh báo về nguy cơ đói nghèo tại giải gaza nơi có hơn một nửa dân số đang chịu đựng sự mất an ninh về lương thực các hạn chế về khả năng tiếp cận đã làm suy yếu việc cung cấp viện trợ nhân đạo cũng như việc phân phối viện trợ cũng gặp khó khăn do tình trạng mất an ninh và hạ tầng cơ sở bị hư hại. Bà Bakhi nhậm chức từ tháng 2 nhấn mạnh rằng nền hòa bình và việc gia tăng tiếp cận viện trợ là cần thiết cho giải Gaza. Bà cũng kêu gọi Do Thái hãy mở cửa biên giới và chỉ trích việc chuyển hàng viện trợ qua trạm biên giới Karam Shalom là không đủ Bà cũng bày tỏ sự thất vọng vì các thiết bị y tế cần thiết bị chặn lại do lo ngại về việc sử dụng cho mục đích quân sự. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo rằng cuộc xung đột đã làm gián đoạn các hoạt động di tản y tế, gây thiệt hại nặng nề cho các biện pháp y tế công cộng và tăng nguy cơ bị mắc các bệnh truyền nhiễm cho trẻ em. Bà Ba cảnh báo rằng tình hình hiện nay sẽ tác động lớn tới sức khỏe, tinh thần và gây ra hội chứng căng thẳng sau chấn thương nghiêm trọng. Đây là một lời kêu gọi khẩn cấp cho sự trợ giúp và hòa bình lâu dài tại khu vực này. Đức Đạt Lai Lạt Ma đi Mỹ chữa bệnh, căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc tăng cao. Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng sẽ đến Mỹ vào tháng 6 để điều trị đầu gối. Chính phủ Lưu Vong Tây Tạng thông báo các sự kiện công chúng sẽ tạm dừng từ ngày 20 tháng 6. Đức Đạt Lai Lạc Ma, 88 tuổi, đã từng được khuyến cáo không nên du hành do sức khỏe yếu, nhưng sau đó đã tiếp tục các hoạt động tại Bodh Yaga, Ấn Độ. Sự lưu vong của Đức Đạt Lai Lạc Ma sang Ấn Độ từ năm 1959, sau cuộc nổi dậy không thành công chống lại Trung Quốc tại Tây Tạng, đã khiến ông trở thành một biểu tượng toàn cầu cho quyền tự chủ của Tây Tạng mặc dù đã gặp gỡ nhiều giới chức mỹ kể cả cựu tổng thống nhưng hiện tại không có thông tin về cuộc gặp nào giữa ông và tổng thống joe biden trong chuyến đi này Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc có thể tăng cao nếu cuộc gặp diễn ra, đặc biệt sau khi Tổng thống Biden chưa thực hiện lời hứa gặp Đức Đạt Lai Lạc Ma mà ông đã đưa ra khi còn là ứng viên Tổng thống. Chuyến đi của Đức Đạt Lai Lạc Ma cũng diễn ra sau chuyến thăm của dân biểu Mỹ Nancy Pelosi tới Dharamsala, gây ra mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc sau chuyến đi của bà Pelosi đến Đài Loan vào năm 2022. Trung Quốc kiên quyết phản đối mọi hoạt động của Đức Đạt Lai Lạc Ma mà họ coi là ly khai và phản đối mọi liên lạc của giới chức nước ngoài với ông. Lần đầu tiên sau 7 năm, máy bay Hoa Kỳ diễn tập cuộc ném bom dẫn đường tại Nam Hàn. Lực lượng không quân Hoa Kỳ vào ngày hôm nay 5 tháng 6 đã đưa ít nhất một chiếc chiến đấu cơ B-1B Lancer đến tham dự cuộc diễn tập ném bom tại Nam Hàn, đánh dấu lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức kể từ năm 2017 cho tới nay. Cuộc tập trận diễn ra trong lúc tình trạng căng thẳng gia tăng ở khu vực này với sự tham gia của chiến đấu cơ F-15K của Nam Hàn và F-16 cũng như F-35AB của hai cả hai quốc gia. Sau đó, máy bay của Hoa Kỳ đã thả một trái bom JDAM dẫn đường bằng vệ tinh nhắm vào mục tiêu giả định tại thao trường không được tiết lộ. Việc răng đe mở rộng là cam kết của Hoa Kỳ về việc sử dụng toàn bộ năng lực quân sự, trong đó có các loại vũ khí nguyên tử để bảo vệ cho các quốc gia đồng minh. Đợt diễn tập này được tổ chức giữa lúc căng thẳng trong khu vực leo thang sau vụ Bắc Hàn đã thả gần 1.000 quả bong bóng bay mang rác thải qua biên giới để trả đũa các nhà hoạt động Nam Hàn, vốn đã thả truyền đơn sang phía Bắc Hàn. Chính phủ Nam Hàn cũng cáo buộc rằng Bắc Hàn đã thực hiện nhiều hành động khiêu khích như là gây nhiễu tín hiệu định vị vệ tinh gần chuỗi đảo tiền tiêu ở khu vực Tây Bắc của Nam Hàn, hoặc là phóng hàng loạt các trái hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn ra biển cũng như phóng vệ tinh do thám lên quỹ đạo hồi đầu tuần này Nam Hàn đã đình chỉ thỏa thuận quân sự liên triều được ký kết hồi năm 2018 tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba giữa chủ tịch của Bắc Hàn là Kim Jong Un và tổng thống Nam Hàn khi đó là ông Moon Jae In theo thỏa thuận thì một vùng đệm trên bộ và trên biển giữa hai quốc gia này được thiết lập nơi hoạt động diễn tập pháo binh, hải quân bị đình chỉ. Bắc Hàn và Nam Hàn đồng ý rút hết các loại vũ khí, không trang bị súng cho binh sĩ ở khu vực an ninh chung. Hai bên cũng đồng ý thiết lập một khu vực cấm bay gần với biên giới hai nước. Thủ tướng Thái Lan khẳng định ông Thaksin sẽ không trốn ra nước ngoài nữa. Thủ tướng Thái Lan Suwetta Thavisin mới đây nói ông Thaksin Shinawatra sẽ không cố gắng trốn chạy khỏi đất nước trong bối cảnh ông Thaksin đang bị truy tố liên quan đến cáo buộc xúc phạm hoàng gia. Báo Bangkok Post dẫn lời ông Suwetta cho biết, ông đã gặp bà Paetootan Shinawatra, lãnh đạo Đảng phiêu Thái, con gái cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin. Ông nói rằng đã hỏi về cha của bà và được bà đáp lại rằng ông Thaksin vẫn ổn. Thủ tướng Thái Lan khẳng định ông Thaksin đã sẵn sàng để chiến đấu. Trước đó, ông từng sống lưu vong ở nước ngoài trong 17 năm. Ngày 29 tháng 5, phát ngôn viên văn phòng tổng công tố Thái Lan Prayut Beraguna cho biết tổng công tố nước này sẽ truy tố cựu thủ tướng Thaksin liên quan đến các cáo buộc tố ông Thaksin xúc phạm chế độ quân chủ. Hãng tin Reuters đưa tin đơn kiện được phe quân đội Bảo Hoàng đưa ra dựa trên phát ngôn trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nước ngoài của ông Thaksin vào năm 2015. Mối lo ngại của ông sẽ trốn ra nước ngoài gia tăng khi vào năm 2008, ông Thác Sĩn đã chọn lưu vong trước khi bị tòa án Thái Lan kết án. Tháng 8 năm 2023, ông Thác Sĩn trở lại Thái Lan. Ông bị kết án tù 8 năm nhưng được ân xá và được trả tự do vào tháng 2 năm 2024. Liên quan đến việc bị truy tố tội khi quân, luật sư Winh Giá Chatmontri của ông Thác Sĩnh nói, thân chủ của mình không thể xuất hiện tại phiên điều trần vào ngày 29 tháng 5 vì mắc Covid. Theo đó, cựu thủ tướng sẽ phải trình diện tại văn phòng tổng công tố Thái Lan vào ngày 18 tháng 6. Trở lại với Trung Quốc, một câu hỏi đặt ra đó là, vì sao các nhân viên văn phòng tại Trung Quốc lại đua nhau trồng những buồng chuối theo Nhật Báo sau China Morning Post cho hay, nhiều nhân viên trẻ tuổi ở Trung Quốc đã trồng những buồng chuối trong văn phòng của họ như là một cách mới lạ để giảm bớt tình trạng căng thẳng nơi làm việc. Cụm từ tin chi trong tiếng Trung Quốc có nghĩa là ngừng lo âu cũng tạo ra một trò chơi chữ với việc chấm dứt màu xanh của chuối. Điều này truyền cảm hứng cho nhân viên văn phòng họ đặt những buồng chuối xanh trên bàn làm việc và chờ đợi chúng chín vàng như một biểu tượng của việc giải tỏa những lo âu và căng thẳng lúc chăm sóc và chờ đợi chuối chín không chỉ là một hoạt động giải trí mà còn được coi là một phương cách để cải thiện mối quan hệ giữa các đồng nghiệp với nhau trang mạng xã hội seo hunsu tương tự như instagram chứng kiến sự phổ biến của xu hướng này với hàng ngàn lượt thích và chia sẻ một người sử dụng mạng xã hội đã mô tả cảm giác khi quả chuối chuyển từ màu xanh sang màu vàng như một tiến trình đầy hy vọng và niềm vui bất ngờ giống như việc ăn đi nỗi lo lắng và để lại những rắc rối tan biến với thời gian làm việc dài hơn những người lao động trẻ tuổi tại trung quốc tìm đến những phương pháp như là trồng chuối và dứa để tạo ra một không gian làm việc giống như một khu rừng nhiệt đới mang lại cảm giác của mùa xuân một nhân viên văn phòng 30 tuổi có tên là Giang chia sẻ về việc trồng cây trên bàn làm việc của cô và mong muốn mở rộng khu vườn của cô thêm nhiều loại cây khác. Đây là một phần của những cố gắng chung để tạo ra một môi trường làm việc tích cực cũng như sáng tạo hơn.